Vâng, em xin mến chào các bác yêu Lan Kiếm ạ. Thưa các bác, thì ngày hôm nay em vừa mới lên tưới vườn lan. Sau khi tưới xong thì em xin quay nhé. Em xin quay chia sẻ cái chậu Phúc Lâm Kiếm này cho bác nào. Mà nếu mà bác nào thích thì em sẽ tách chia sẻ cho các bác ạ. Một cái cây Phúc Lâm Kiếm, một cái cây có cái mặt hoa vàng và A3 rất là đẹp. Cây này ngày xưa nó có cái giá thành là mười mấy triệu một thân đấy các bác ạ. Và đến bây giờ thì nó rẻ lắm rồi. Đây em xin quay cũng như là báo giá đến cho các bác luôn nha. Nếu như bác nào mà sưu tầm ấy, sưu tầm là một thân tơ này và một cái măng nhé, một cái măng cao như này rồi. Còn bên kia là chưa lên măng, nó mới đang có mầm thôi. Là mỗi một thân như thế này là 500 các bác. Một thân mà có một cái măng cao 20 cm này. Em có cái chậu này là 3 thân, thì có 2 thân tơ và có măng thôi, là mỗi thân 500. Còn cái thân mẹ ở giữa kia thì 300. Nó là thân mẹ các bác ạ, nhưng mà nó vẫn là thân tơ. Và cái cây này thì đã ra hoa ngay tại cây, tại chậu rồi nhá. Hôm trước thì em trồng, cái năm ngoái em trồng một cái thân giữa đây, thân mẹ đây, thì nó cũng là một thân tơ, một thân trưởng thành đấy, nhưng mà nó lên hoa. Một bên nó lên hoa và một bên nó lên cho em một cái mầm xoáy. Vậy mà em cắt cái mầm xoáy đi thì nó lên được cho 2 cái măng. Mà 2 cái măng lên đến bây giờ thì nó thành thân và nó đang đẻ con. Một cây Phúc Lâm Kiếm có cái mặt hoa vàng và A3 rất là đẹp. Thân thủ, lá đẹp, đẹp hơn xanh Huế các bác nhá. Cái cây này là nó đẹp hơn xanh Huế rất là nhiều. Và trước kia thì nó có cái giá thành là cũng cao hơn xanh Huế. Thì chả biết trên mạng bây giờ người ta bán như thế nào, nhưng mà với những các cái thân mà đẹp như thế này thì những cái thân to đẹp và có măng mầm đẹp như thế này thì phải 500.000 một thân các bác. Em bán 500.000 một thân. Và em có cái chậu này là 3 thân. Nếu bác nào có nhu cầu sưu tầm thì các bác báo em nhá. Kể cả là Lan Kiếm số 1, Lan Kiếm số 1 Thái cũng vậy. Em sẽ chia sẻ cho các bác những các cái thân tơ to đẹp nhất, có cả măng cả mầm. Cũng 500.000 một thân. 500.000 một thân là thân tơ to đẹp, có măng mầm. Đấy, lá nó dày cộp luôn các bạn. Lá thì nó không to lắm, nó chỉ khoảng chưa đến 4 cm đâu. Chưa đến 4 cm đâu, nhưng mà nó dày cộp luôn, rất là đẹp. Cây tơ là khỏe. Và nếu như mà bác nào thích em trồng cũng như chăm sóc họ thì em cũng chỉ chăm sóc họ cho khoảng 1-2 tháng thôi. Đấy. Phúc Lâm Kiếm. Em hiện tại bây giờ thì có Phúc Lâm Kiếm này, Lan Kiếm Thái số 1, cũng như là cái Lan Kiếm Lưỡi Hồng, rồi Hồng Kim Ngân, rồi Coco, cái cây lô hội Coco đấy. Và thêm một cái cây nữa là cây Trấn Sơn Kiếm. Đấy là những các cái cây mà em có thể chia sẻ. Và một cái cây Trắng Hạ Long. Trắng Hạ Long nữa. Thì có thể chia sẻ cho các bác. Nếu bác nào có nhu cầu sưu tầm thì các bác hãy liên hệ với em. Nói chung là những các cái cây này thì nó vào 500 một cây tơ to đẹp,
có măng mầm. Còn những các cái dòng mà lưỡi hồng này, rồi cu này, rồi hồng kim ngân thì nó tùy theo, nó tùy theo, nhưng mà nó cũng khoảng trăm hoặc xuất sát trăm thần các bạn. Ngày xưa thì 5 triệu với 7 triệu một thân, thì bây giờ nó chỉ còn có trăm thần. Nên một số những các cái dòng, hay một số những các cái dòng lưỡi hồng này, cô này và hồng kim ngân, nếu mà bác nào có nhu cầu sưu tầm ấy, thì các bác chỉ cần bỏ ra 500 thôi thì đã, em sẽ chia sẻ cho các bác một combo. Một combo gồm có 3 loại như vậy, mỗi loại khoảng độ 2 thân để về trồng chơi cũng như là chăm sóc, là nó rất rẻ này. Còn là cái cây trắng điện biên, rồi cây ngọc diệp, một số những các cái cây đấy thì hiện bây giờ em không còn nữa, chỉ còn giống. Em còn một cái cây vàng cánh bầu Thái Nguyên nữa kìa các bạn. Cái chậu này là vàng cánh bầu Thái Nguyên to đùng luôn nha. Hôm vừa rồi em phun thuốc kích hoa rồi các bạn. Phun thuốc kích hoa. Còn đây là hai cái chậu lan kiếm rừng Quảng Nam này, Quảng Nam Quảng Ngãi này. Mới tách ra một thân năm ngoái mà đến bây giờ nó làm cho một chậu tướng rồi các bạn. Mỗi chậu khoảng 10 thân. Em mới phun thuốc kích hoa đấy ạ. Chắc chỉ sang 2 tuần nữa thôi thì có mà nó ra đầy hoa. Còn cái dòng này thì chưa ra hoa. Sư giới thiệu lên với các bác. Em cũng kích hoa rồi. Rồi những các cái chậu xanh Huế kia thì không có, chưa có để chia sẻ. Phan Chí chưa có. Vâng, thôi vậy em xin chào các bác nha. Xin quay cũng như là giới thiệu đến với các bác một cái cây Phúc Lâm Kiếm. Một cây lan kiếm rừng Việt Nam. Có cái mặt bông và ba vàng trắng rất là đẹp, cánh hoa cũng như là lưỡi rồi là độ phân cần khá là đẹp. Phúc Lâm Kiếm ạ. Vâng, thôi vậy em xin chào cũng như xin hẹn gặp lại các bác trong các cái video khác. Hôm nay em vừa mới sưu tầm được một cái máy quay với cái chất lượng cao, nên là quay thử cũng như là giới thiệu chia sẻ đến với các bác một số các cái hình ảnh cũng như là bán một cái đơn hàng xem nó thế nào. Em đang quay toàn bộ cái vườn của em đấy. Cái vườn của em thì nó chỉ có khoảng 50 mét vuông thôi. Thì gồm có chủ yếu là lan kiếm và địa lan, những cái cây mà em sưu tầm. Còn lại là cũng có một vài cái cây khác nhưng mà nó rất là ít. Là ví dụ như em có một cái chậu vũ nữ đang nở đấy, vũ nữ đang nở hoa đấy. Phụ nữ thì mỗi một năm nó nở hoa làm 2 lần các bạn. Lan kiếm thì nó sẽ rải rác nở hoa từ giờ cho đến 9 tháng 10. Và địa lan thì em chỉ chơi mỗi địa lan xuân thôi. Địa lan hè thu thì cũng có nhưng mà chỉ để sưu tầm chơi cho nó vui thôi. Rồi em xin chào các bác, xin hẹn gặp lại các bác trong các video khác.